Chào các bạn, hôm nay là showroom em của BMW tại đường Buster. Và thứ trước mặt các bạn là chiếc BMW M3 Sedan. Thì sau gần một năm được giới thiệu tại triển lãm này AS 2014 thì BMW M3 Sedan đã về Việt Nam. Mà trước đó thì khoảng gần 2 tháng thì M4 Cooper cũng đã về. Như vậy là cả hai chiếc xe thể thao được tạp chí October chọn là xe thể thao của năm đều đã xuất hiện tại Việt Nam. Phiên bản BM3 Sedan xuất hiện ở Việt Nam có màu trắng. Và đây là một chiếc xe thể thao hiện năng cao, rất là đẹp. Về cơ bản thì M3 và M4 đều có cái thiết kế phần đầu xe gần giống nhau, không có sự khác biệt nào phần đầu xe. Về chiều dài cơ sở hai chiếc cũng như nhau, chỉ khác về cái form, một chiếc là Sedan và một chiếc là Cooper. Như tôi biết không thì M3 Sedan trông dài hơn M4 Cooper, nhưng cả hai mẫu xe vẫn có chung một chiều dài cơ sở là 2m812. Trên thân thể xe nó có những cái đường gân dập nổi chạy dọc trước ra sau để tạo cái điểm nhấn. Càng trước và càng sau có những khe gió nhỏ đặc trưng của dòng M, và bộ đôi ống xả kép của M3 Sedan cũng giúp tăng cái sự mạnh mẽ cho chiếc xe này. Khung gầm của M3 Sedan là dạng Adaptive M, có cái độ cứng và sự vững chắc cần thiết để đảm bảo chiếc xe vận hành tốt ở các điều kiện và tốc độ khác nhau. Bộ la răng M 19 inch kiểu nan kép cũng là một cái điểm nhấn cho phần ngoại thất của xe. Khoang nội thất của BMW M3 Sedan 2015 vẫn giữ được cái sự đơn giản nhưng sang trọng và ấn tượng. Bảng điều khiển trung tâm có những cái mạng ốp sợi carbon xen lẫn chi tiết nhựa màu đen, tương phản với cái những cái màu ghế cam sapphire. Đây là cách phối màu đặc trưng của dòng BMW M và được các BMW rất là ưa thích. Hệ thống âm thanh trên BMW M3 Sedan rất ấn tượng với 16 loa đến từ Harman Kardon, một thương hiệu nổi tiếng. Tương tự như BMW M4 Cooper, M3 Sedan cũng được trang bị động cơ i6 3.0 lít với công nghệ BMW M Twin Power Turbo cho công suất 431 mã lực tại 5.500 đến 7.300 vòng trên phút, và mô men xoắn cực đại là 550 Nm tại 1.850 đến 5.500 vòng trên phút. Kết hợp với hộp số liệu kép DCT 7 cấp, M3 Sedan có thể tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong vòng 4,3 giây và đạt tốc độ tối đa 250 km/h đã có giới hạn điện tử. Mức tiêu hao nhiên liệu của BMW M3 Sedan là khoảng 8,3 lít cho 100 km. M3 Sedan cũng được trang bị hệ thống trợ lái Servotronic và hệ thống lái thể thao M-Drive với 3 chế độ Comfort, Sport và Sport Plus. Phiên bản BMW M3 Sedan 2015 màu trắng đầu tiên về Việt Nam có đầy đủ những cái trang bị cao cấp nhất như là hệ thống hút cho phép hiển thị các thông tin về tốc độ, nhiên liệu trên kính chắn gió của xe. Hiện tại thì xe đang được trưng bày ở showroom BMW M và Individual tại thành phố Hồ Chí Minh, và giá bán của mẫu xe này là 3,798 tỷ đồng. Xin cảm ơn các bạn.